Lu bà, tôi về làng mình đã được 6 lần con trăng tròn. Mẹ đã thương như con ruột thịt. Núp và Lưu đã coi tôi như người ba na của núi rừng này. Nhưng ngày mai, khi mặt trời mọc trên núi Tơ Ngo, tôi phải ra đi rồi Núp ạ. Phải tìm pháp mà đánh, không để nó tàn phá lũ làng mình mãi được. Càng đi tôi càng thấy, sao con người mình ở đâu cũng đẹp thế, tốt thế. Bác Hồ nói đoàn kết là vì Bác Hồ biết con người ở đâu cũng tốt đẹp. Triệu triệu người tốt đến với nhau, nắm tay nhau, thì kẻ thù độc ác nào làm gì ta nổi, phải không Núp? Chỉ có điều, chưa phải mọi người tốt nào đều đã biết nhau, tìm nhau. Cho nên tôi còn phải đi nữa, Núp ạ. Sức ta còn yếu, phải tập trung lực lượng, nhiều làng khác nữa, nhiều vùng khác nữa. Mà Núp ạ, phải chuẩn bị cho một ngày, bộ đội ta sẽ về, sẽ đứng chặn tại núi này, tiến ra chiếm lại đường 19, rồi An Khê, Công Tum, rồi Pleiku nữa. Ngày đó tới bao giờ anh Cầm? Thì chính Núp đã nói rồi đó. Đời mình chưa xong, đến đời con cháu mình nữa. Cho kỳ xong. Mai con đi, đứa con của người mẹ kinh tốt đẹp, con của Bộc Hồ, của Lưu làng Công Hòa và của mẹ. Con đi, nhớ coi kỹ con đường trước, con đường sau. Mẹ. Chắc ra suối chơi đi. Em đi đi, anh đang làm việc.
suốt ngày làm việc. À, sắc trong em có giống bà Đầm không? Đẹp lắm, giống lắm, cô vợ của tôi. Nhưng anh thích em mặc bầu vé áo có bao nhiêu hơn. Còn em thích làm bà Đầm hơn. La 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 la. Rất trong em xoan, có giống cái tango không? La 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 la. La 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 la. Magnifique. En plus d'une maison sur pilotis. Et tu ressembleras à un vrai moy. Voici mon plan pour l'établissement des hôpitaux dans la région. Pas mal. Mais tu sais de quoi ils ont vraiment besoin, tes moy? Ils n'ont rien à faire de ta quinine et de tes médicaments occidentaux. Ils n'ont rien à faire même de l'ivresse de l'amour. Comprends pas. Le sel. Ça, c'est ce qu'ils aiment le plus. Ça, c'est ce qu'ils ont vraiment besoin. Plus que l'or, plus que les ivoires, plus que les cornes de rhinocéros. D'ailleurs, maintenant, on va avoir une politique du sel. On va l'utiliser pour diriger tes sauvages. Pour chaque tête de Viet Minh, un bol de sel. Comme ça, ceux qui nous obéiront, ils en recevront. Et pour les obstinés, ma cache. On va bien voir sans sel. Combien de temps ces obstinés bon, résistez. Andy. Andy. Andy con. Con cái mặn. Mẹ ơi, cho con cái mặn. Gíp, mày còn ôm đàn ngồi mai đó sao? Bông. Gíp. Không có mùi chết mất. Phải tìm cái gì ăn thay muối bọc à? Ăn hết. Lừa ơi, mẹ ăn hết làng này đi, đừng cho thằng Pháp đến ở. Dân làng như lời anh Cầm nói, Bắc Hồ đã dạy, làm rẫy nhiều, đoàn kết giỏi, đánh giặc lâu. Thế nào bộ đội cũng trở lên, thế nào cũng thăng pháp. Đất nước nhất định sẽ độc lập tự do. Nhỏ quá, nhỏ quá. Tốt quá, tốt quá. Con lớn lên chắc đất nước vui hơn bây giờ rồi. Con mua cho con ăn rồi. Nhỏ quá, tốt quá.
Nhầm với nó rồi, nó tên là Hơ-rúc. Hôm nay ta làm lễ Hơ-lom-đom cho con làm người. Hãy nhận lấy trong tay của con cuốc rìu dao na. Tay trai hãy biết nghĩ đến lao động, tay phải biết nhớ đến dòng họ của mình. Tài trai hãy nhớ đến cha mẹ, tài phải đừng quên nghĩa vụ của mình. Tao mưa xưa mày. Chỉ còn hạt muối cuối cùng sót lại trong làng, dành cho người già nhất, dành cho Bọc. Muối. Cái mặt bọc không, cái miệng tôi không ăn muối này. Tôi quen rồi, tôi già rồi, tôi có thể chịu đựng được. Không, tôi còn trẻ, tôi chịu đựng được mà. Chị ăn hạt muối này để mà sống. Không, liều đầu. Còn ăn hạt muối này để nuôi cháu. Có cái gì để khâu khô, khâu vây rách không bốc súng? Bác nghĩ thử coi. Người Ba Na ngày trước lấy tre rồi vọt nhọn để làm kim, lấy vỏ cây chưa rừng để mà làm chỉ. Phải làm cây kim thôi Bốc à, không có cây kim không biết lấy gì vá. Con gái thương con trai, con trai thương con gái, không dám gặp nhau, sợ cây khô cây vây rách, mắc cỡ lắm. Tốt quá. Mẹ
cơm ơi cho nó vui. Ồ, chúng ta lấy đĩa sữa mọc và lưng đi. Ồ, làm rô đâu mà thường về ba lưng đi. Mày bắt đầu đây, mà. Năm đó mới đầu tháng tư, trời làm mưa to, rẫy mới đốt gặp mưa sơn chồi non mọc lung tung, chiêm hết đất không còn chỗ tỉa một hột lúa. Tháng chín Cộng Hòa bắt đầu đói, mấy năm trước còn chịu được, năm nay không có muôi, rau ăn nuốt mãi không được, củ mài gần đào hết rồi, phải ăn la cây. Con người ta chỉ còn hai con mắt, phải leo lên núi cao lắm mới còn củ mài măng lè la cây ăn được. Người mạnh đi được xa, người yêu nằm chờ chết. Thằng bé ngứt, cha nó bị Pháp giết năm ngoái, mẹ nó cũng đào chết rồi. Bây giờ nó đói lắm, nó gặm cả cỏ xanh dưới đất như con trâu, con bò. Liêu nuôi con đó, tôi nuôi con này. Mai mốt tôi đi tìm cụ mày cho nó ăn. Mày có nuôi được Liêu với con mày khỏi chết không đã? Mẹ, cha ngứt bị Pháp giết, không để nó chết được đâu. Núp à, mấy bữa nay con có thấy thằng Lu không? Nó có xong nổi không? Con đã nói bóc ba nhận nuôi nó rồi. Còn con Tuy, con anh Công bị Pháp giết, con cũng nói bóc sung nhận nuôi. Và chứng kiến núp
với thằng ba ngớt kết nghĩa làm cha con. Trở lại anh sẽ trở lại như không phải vắng với cầu xương và bộ quán phục này. Lúc đó anh sẽ có ít cho em, cho mọi người hơn. Anh chưa hiểu được họ, chưa hiểu được đất nước này. Anh muốn có thời gian thì cả anh và em, chúng ta cũng cần phải suy nghĩ. Pháp đốt cái làng này rồi. Bây giờ nó biết chỗ mình ở rồi. Phải đi nữa thôi. Phải đi lên núi Chư Lây cao nữa. Tìm cái chỗ tốt hơn nữa. Làm cái làng mới. Làm cái rẫy mới đánh Pháp. Chờ mũi Bắc Hồ. Pháp lấy hết rìu rựa của mình. Không có rìu rựa. Đi lấy hòn đá đập cho nhọn, cho bén. Chắc cũng được lũ làng à. Mai mốt đánh hơn Pháp. Sẽ có rìu rựa của Bắc Hồ. Của người Kinh gửi cho. Ai đi với tôi? Với Bắc Hồ. Bây giờ tôi đi trước đây. Ai theo núp thì đi với tôi. Oh,
được sang lên ngặt con mà dầu tại quân một lần ra đi, dù có gian nguy nhưng lòng không hề ra đi bao tổn. Núp. Vàng ơi, anh Cầm đã về. Bảy tam mùa rẫy rồi, lũ làng mong anh chai ruột chai gan. Tôi biết. Bây giờ tôi sẽ ở luôn bên Núp, bên lũ làng. Chào nhân Núp. À, đây là đồng chí Nhiêu, người Xê Đăng, là chiến sĩ đại đội Y Bin Bắc. Pháp phong tỏa gắt gao, tôi và Nhiêu đi hơn chục ngày đường mới tới được dãy của Núp. Xê Đăng cũng đánh Pháp à? Đại đội Y Bin Bắc đánh Pháp đâu tôi không biết. Xê Đăng đánh Pháp, ED, Chờ Đai, Mờ Nong đều đánh Pháp hết. Đơn vị tôi đánh Pháp ở Cơ Nắc. Ừ, khắp vùng An Khê đánh Pháp, cả Kon Tum, Pleiku, cả Tây Nguyên đánh Pháp. Có hai đại đội Y Bin Bắc và Y Bin Nam, toàn người thượng đánh Pháp giỏi lắm. Bây giờ tôi về đây bàn với Núp, không rời làng, không chạy nữa. Ta trở về làng Công Hoa, Pháp đến, ta đánh Pháp tại làng. Ồ, giỏi thiệt. Phen này thì Pháp chết hết. Vào thời thượng cổ, loài người đều là con trao da sơ gợ, bọt sơ gợ. Nhân lúc thông thả mới rủ nhau cất nhà rồng thật lớn, thật cao, nóc chạm đến tận trời. Người anh đã đứng trông coi mọi việc, con em ra sức làm. Nhờ đông người nên công việc làm rất mau chóng. Lúc đã dựng xong cái sườn nhà, người anh cả trèo lên nóc để sai khiên cho dê. Tiếng nói vang động cả một vùng trời xanh. Nhưng lạ thay, thình lình cả bọn không hiểu được tiếng nhau nữa. Khi người anh cả bảo đem đòn tay thì bọn rươi đem mẹ, bảo rùi thì đem cột, lạt thì đem rạch. Tức mình, người anh cả chửi mang om sòm, bọn ở rươi lại nhăn răng cười. Qua dần, người anh mới vừa gậy đanh, cả bọn bó chặt môi tộp ngã. Tộp nói tiếng Ba Na thì đi sư Ba Na,
bọn nói tiếng Sơ Đăng, Gia Rai, Hê Đê, Rơ Ngao cùng trôn đi ở các xứ ấy, chỉ còn người anh cả ở lại với con cháu mình thành người Kinh. Câu chuyện ngày xưa ấy bây giờ tôi mới hiểu hết. Đất nước mình rộng lắm, con chim bay cũng không hết được, ngọn gió bay cũng không hết được. Người Kinh, người Thượng, Ba Na, Sê Đăng, Gia Rai đều là anh em một nhà, đều là con cháu Bóc Hồ. Anh Cầm lên rồi. Anh Cầm ta về rồi. Đúng, anh Cầm về rồi. Phải rồi, anh Cầm về rồi. Người Cộng Hòa cứng đầu lắm. Tất cả các làng không ai được cho Cộng Hòa muối ăn. Tôi thấy ai cho nói pháp giết chết. Để coi không có muối ăn, đầu người Cộng Hòa có mềm bớt đi không. Làng nói có trai lơ băng ăn thấy muối được, núp kêu tôi đi, nào ngờ trung phải là độc, không có muối ăn chết mất thôi. Ăn trò tranh khổ lắm, tôi cũng biết khổ, nhưng ăn trò tranh khổ một đời mình thôi. Còn ăn muối pháp khổ hết đời mình, đời con mình, đời cháu mình khổ nữa. Nhà ai lúc cũng nói nhiều rồi. Bây giờ con người muốn theo núp, theo tôi, đốt cái làng này, đi lên núi Chư Lây, tìm chỗ khác cao hơn, có đá, làm làng, đánh pháp, cho muối Bóc Hồ. Con người muốn phân tán về các làng, Pa Lang, Con Bi, Đê Ta, Tha Lung, đi làm sao cho pháp. Ai muốn đi vô núi Chư Lây? Tôi biết như anh Nấp nói đây, đi vô núi khổ lắm, nhưng cái bụng của mình nó còn sướng hơn. Đi làm sâu à? Không được. Làm sâu thì không khi nào gặp được ông Dung, anh Cầm, bộ đội Bóc Hồ nữa. Cộng Hòa không đi làm sâu cho pháp đâu. Con đi lời nô ba. Cậu nào con nói lời nhôm á. Một, hai, ba, bốn, năm, bảy, tám, chín, mười một, mình khỏe không? Ô, cái sát. Cái người nặng quá. Mình có cái sát rồi. Đi đây.
Vui ra. Vui. Bà bà không ăn cơm ăn mơ. Có cái món ăn rồi. Lên con ra. Mũi. Mũi của bác hồ. Mũi. Lũ Lan à, từ khi Lũ Lan mình rời bỏ cái làng Công Hoa đi lên núi Chư Lây kham khổ, thằng Pháp lấy hết cái sách của mình. Nó chắc thế nào mình cũng chết đây. Thế nhưng mình không chết. Mình sống tới bây giờ, mình trở về cái làng cũ này rồi. Bây giờ có anh cầm mang muối, mang rìu, rửa của người Kinh, của Bốc Hồ gửi cho mình đây. Mình càng làm rẫy giỏi nữa, ăn no nữa, tổ chức lại làng Công Hoa thành làng kháng chiến, tổ chức dân quân làm thêm nhà bí mật, làng bí mật, làm bẫy đá, hầm trông nhiều hơn nữa. Nhất định thằng Pháp phải chết trước mình Lũ Làng à. Anh Núp à, tôi về huyện họp, huyện nói thế này. Pháp nó đã phát súng cho Lũ Làng Đê-ô, Đê-mô, Đê-lanh. Nó nói Lũ Làng đó cầm súng để chống lại cán bộ. Mai mốt, nó còn phát tới Lũ Làng Ba Lăng, Đê-ta, Ta-lung, Cung Ma. Nó đang định vây và diệt làng Công Hoa này. Phải giữ cho được hòn núi Chư Lây này anh Cầm ạ. Đúng. Quanh núi Chư Lây này có 5 làng: Công Hoa, Ta Lung, Cung Ma, Đê Ta và Brang. Muốn giữ được ngọn núi này thì cả 5 làng phải biết đánh Pháp đúng không ạ? Công Hoa biết đánh Pháp kha rồi, Ta Lung chưa làm sâu cho Pháp, nhưng làm chồng còn ít, chưa biết làm dân quân. Còn Brang, Công Ma, Đê Ta thì đang làm sâu cho Pháp. Phải nói cho nó nghe được cái tai, cái bùng. Nói nó khó lắm, nhưng phải nói cho được anh Cầm ạ. Tôi cũng định nói như vậy, anh Núp ạ. Công Hoa mình đã khá rồi, nhưng đánh Pháp phải cùng cả đất nước mới thắng được, anh Núp ạ. Non to pon sem kong ke pa mir ba te bong pe kao sem dar sem para yung he bo te bok lay pe kao go re pe ge sroi mat na yung ge ste mat na le man bong ai pu ba vi te play sem kung yang vi te pu tơ non tơ pon xem công cơ pa mi rơ ba tơ bong pơ cao xem đa xem pa yung hơ bo tơ bóc lấy pơ cao gô rê pơ ghê rồi mật na yung ghê sơ mật na rơ mật ba ngai phù ba vi tập lấy xem cung nhau vì tập phù.
tới đâu rồi? Nó tới cây cơ nia to rồi. Pháp thủ Cộng Hòa làm thất bại âm mưu của Pháp. Kỳ này nó quyết trả thù. Cộng Hòa quyết đánh một trận cho Pháp nhớ. Lần sau không dám đến là Cộng Hòa nữa. Pháp ở chỗ nào? Đánh rồi, Pháp nhất định chết nhiều. Giúp dẫn tham du kích tới đánh Pháp ở đó. Giúp cũng phải đánh Pháp chết nhiều như Tôn. Được, được. Đi. Soyez prudent, soyez prudent. Mấy ngày hôm nay mùa bơ rầu bão vô dài sắp đến bắt nó đi mang lung rồi.
anh nữa. Liêu. Đi tập kết ra Bắc, xây dựng bộ đội mạnh. Tổng tuyển cử trở về, lũ làng hãy vui lên, không được buồn. Buồn, khóc nhiều, cái nước mắt nó giữ chân cán bộ không đi được. Bây giờ cán bộ Cầm uống một can trước, rồi Du uống sau. Du sẽ uống một can cùng với cán bộ Cầm. Bây giờ đến lượt Du. Du ơi, Du ra đi. Lên lượt con. Con uống với cán bộ Cầm, cho cán bộ Cầm biết con gái Ba Na biết vật chống đánh Pháp và biết làm rẫy giỏi, biết dệt khăn bên Ga Tư Rông và uống rượu không sai. Con uống đi. Miền Bắc ở đâu? Có xa không anh? Phía đó có một ông sao quanh năm không thay đổi chỗ ở. Sáu ông sao lớn chạy quanh ông sao đó. Phía đó có Bắc Hồ. Đêm đêm em sẽ nhìn sao để nhớ miền Bắc, nhớ anh. Anh
anh sẽ trở lại. Anh muốn làm con trai làng Công Hoa. Thì anh đã là người Công Hoa rồi đó anh. Liêu ơi, anh cũng hơi rút vàng nít đến chào em để ra tập kết miền Bắc. Anh đi chưa kịp làm lễ Trư Kha, chưa kịp làm lễ Công Pư. Hơi rút à, con không còn mẹ nữa rồi. Con còn nhỏ quá, con chưa biết mồ mẹ con ngay dưới chân con đứng đó. Mẹ con bây giờ ngủ dưới đó rồi. Con lớn lên, con không biết mặt mẹ. Thế là đã hơn 20 năm, tôi mới về đây để làm lễ Công Pư cho Liêu. Liêu ơi, hãy ra đi bình yên. Dù Liêu có ở tận chôn mang lung xa xôi ấy, thì tôi, Hơ Rúc và lũ làng Công Hoa vẫn mãi mãi nhớ Liêu. Thank you.
mấy chục năm nữa trôi qua, có lẽ đã sắp tới lúc bà Vu Dài gọi ta về chốn Mang Lung như bao người đi trước. Các con ạ, trên mảnh đất Tây Nguyên bao la và hùng vĩ này, con người có mặt từ bao giờ, tổ tiên ta có mặt từ bao giờ không ai biết, cả ta đến bây giờ ta cũng không biết. Thế hệ này nối tiếp thế hệ kia, biết bao thế hệ chưa ai trả lời được. Duy chỉ có một điều chắc chắn, thế hệ nào cũng đã tìm ra được con đường đi của mình, tìm ra những chân lý cho thế hệ mình. Những pho tượng nhà mộ trầm tư mà thanh thản kia là chính lịch sử của cuộc đời ta đó, lịch sử dân tộc ta đó. Trong cái im lặng mênh mông của những đôi mắt gỗ đang nhìn vào cõi không cùng, ẩn chứa sức mạnh của chúng ta, sức mạnh ba na, sức mạnh mềm mại uyển chuyển của gió và nước, sức mạnh khoan dung mà bí ẩn vô cùng của rừng, sức mạnh âm thầm mà vô địch của đất và đá, sức mạnh thanh cao mà thẳm sâu của nhà rừng cao vút và suối đạt rừng reo rắt ngày đêm. Hãy mãi mãi nuôi lấy sức mạnh đo trong tim. Trên đường đi tới còn bao thác gành của các con. Hôm nay